các bạn, là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng John, vị tướng dạng như là xạ thủ đời đầu của Liverpool. Sau anh Hen thì chắc John ở Violet rồi. Thì vị tướng này gọi là vị tướng gọi là kém cái động nhất game, nhưng mà về sát thương thì nó cũng dạng play game và được chơi được hỗ trợ thì sẽ rất là mạnh. John, mũi tên mặt trời. Thì vị tướng này thì có ưu điểm là sát thương rất là cao, còn độ về khó chơi nó không phải là khó, nhưng mà ở gặp những người chơi biết chơi á thì nó sẽ rất là khó, bởi vì đòi hỏi di chuyển chọn góc giao tranh rất là tỉ mỉ nữa, bởi vì chọn không đúng là sẽ bị bắt ngay. Mục tiêu là ưu tiên mà sát thủ hoặc là những người đi rừng á, những người sát thương chủ lực, người ta sẽ nhắm đến vị tướng này và bắt vị tướng này. Thì về skill của John thì khá đơn giản. Ở meta hiện tại thì phiên bản cập nhật này thì John đã được thay đổi chiêu từ chiêu 3, đổi số chiêu 2 là từ chiêu 2 lên chiêu 3. Là chiêu 3 hồi trước là sẽ bắn ra, gọi là chiêu 3 bắn siêu bản đồ á, gọi là tên thần. Bây giờ đổi số thành chiêu 2 rồi. Đầu game chúng ta hay dùng chiêu này để chết mát các kiểu, hoặc là rỉa một lượng sát thương nhỏ. Về John thì đến thời điểm hiện tại thì John vẫn còn khá là mạnh, cũng khá mạnh, nhưng mà mình thấy theo meta thì cũng ít người dám chơi, bởi vì dễ bị bắt quá, chơi toàn là không người thôi, mình chơi lại thì thấy cũng hơi toan. Thì đầu tiên về bộ kỹ năng đi, John thì có nội tại là vô tình tên, cái đòn bắn chúng ta sẽ đứng thường mà bắn nha, ở đòn bắn bắn đứng thường, hoặc là chúng ta sử dụng kết hợp nội tại rồi đứng im mà bắn thì nó sẽ gây ra đam. Trước mình mới chơi thì mình cứ vừa bắn vừa di chuyển thì nó không xả hết đầu tại, bởi vậy nó rất là yếu. Về đầu tại thì là phụ thuộc tên, bắn đứng rồi bắn 5 giây, bắn 5 đòn rồi với 5 xí xích kích hoạt phụ thuộc tên, cái tổng cộng là bây giờ là 7 đợt hay sao đấy. Về chiêu 1 sẽ gây tên nổ, gây sát thương vật lý cũng không nhiều, nói chung là cũng gây hiệu ứng ức chế. Và đặc biệt đi chiêu 2 bây giờ là có thể bắn từ xa và chết mát, nói chung là cộng theo phần trăm máu nữa, bởi vậy mục tiêu hấp máu có thể là các mục tiêu mà dạng máu mỏng có thể đột tử chết luôn. Về chiêu 3 thì bây giờ sẽ gọi là mưa tên, như hồi ở hiện tại gọi là mưa tên, thì sẽ gây một cuộc sát thương, sát thương này bây giờ thấy cũng là lớn ấy. Về mà nghĩ thì về skill thì không cần mọi người quá chú trọng, quan trọng cái cách là chơi của John thôi. Chọn vị trí bắn, ưu tiên về các mối trang bị đi. Đầu tiên vẫn là một là trường hợp chúng ta đầu game thì chúng ta nên dùng nhiều dụng một cái tăng tốc đánh với các hoàn đầu tại dễ xả hơn. Về các giai đoạn 7 phút hoặc là 9 phút trở lên giữa game thì chúng ta nên đổi giày. Trường hợp thọt quá thì ta có thể đầu mua giày từ đầu luôn. Lock vị trí thứ hai là thanh kiếm. Thanh kiếm thì đa số là trấn của xạ thủ rồi. Về tiếp theo là kiếm veneer hoặc là kiếm veneer để cho giải hút máu đó. Kiếm veneer hoặc là cung tà ma cũng khá là hữu ích, nhưng mà kiếm veneer trường hợp mà tăng nhiều á thì chúng ta sẽ gây sát thương tốt hơn là cung tà ma, thì khi tăng nhiều á chúng ta không thể hút máu được. Tiếp theo là phúc phục toàn hoặc là sông đau bổ tát, thì trang bị này có cũng được ha. Thì nó sẽ gia tăng tốc chạy của chúng ta. Thì tốc đánh thì mình nghĩ là kiếm veneer đã đủ với đôi giày nữa. Và ưu tiên thì do này nên full sát thương đâu, vẫn là giáp hồi sinh thôi. Trường hợp chết mà cuối game mà chết mà 40 giây 50 giây là thấy là hơi hồi hộp rồi đấy. Về bản ngọc do thì ưu tiên sát thương chí mạng đi, sát thương chí mạng tướng mình đánh về late game mà, còn chúng ta muốn đánh về đầu game thì chúng ta phải ưu tiên tỷ lệ chí mạng. Về tốc về ngọc tím thì chúng ta nên dùng tốc đánh tốc chạy di chuyển nhiều, về tướng rất là tù không cơ động. Ba viên hút máu cho ngọc tím và ngọc xanh thì ngọc lục đấy, thì chúng ta hay dùng như bọn vị tướng là công vật lý và xuyên giáp. Về mẹo chơi của vị tướng này thì mình nghĩ là nên tầm đánh thì rất là xa, nên chúng ta có thể di chuyển, đặc biệt là di chuyển thủ tim, chúng ta mà di chuyển hờ hợp thì chúng ta sẽ bị bắt ngay. Trường hợp xanh quá thì ba thằng nó dồn vô cũng chết rồi, bởi xạ thủ mà. Còn vấn đề nào lưu ý nè? Còn vấn đề lưu ý thì vì do thì bổ trợ đi, thì mình nghĩ là nên đem, mặc dù tướng tù thiệt nhưng mình nghĩ đem tốc biến nó vẫn là một cái lợi thế thôi, tại do cần vượt qua tường để sống mà, tướng bật tốc hành nhiều khi nó không quá hữu ích. Rồi tâm điểm tướng hôm nay mình nghĩ là
các bạn đã hiểu hơn về vị tướng Yon đời đầu của Liên Mobile rồi. Vị tướng này mình cũng khá là ưa thích, lâu lâu chơi lại rất là vui. Mọi người đang trải nghiệm lại vị tướng này ở các rank, mọi rank luôn cũng được, không nhất thiết là rank cao, rank thấp gì đó. Chúc mọi người chơi vui vẻ ở vị tướng Yon nhé. Rồi hẹn mọi người gặp lại video sau. Bye bye.